Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết hòa giải sau sự cố xô xát. Hai kiếm thủ Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết bắt tay giảng hòa trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ môn đấu kiếm, Tổng cục Thể dục Thể thao, Ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam. Sau gần 2 tuần xảy ra vụ xô xát, Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết lần đầu tiên gặp nhau để giảng hòa, qua đó khép lại vụ việc tốn nhiều giấy mực của báo chí. Cả hai đều thừa nhận mình nóng tính nên để lại hình ảnh không đẹp, đồng thời chấp nhận mọi án kỷ luật từ đội tuyển, Bộ môn đấu kiếm, Tổng cục Thể dục Thể thao. Trước cái bắt tay giảng hòa của hai kiếm thủ, lãnh đạo Bộ môn đấu kiếm và đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đều vỗ tay hoan nghênh và hy vọng đây là bài học với hai kiếm thủ cũng như toàn đội. Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết phải hiểu rằng vụ việc lần này rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới đội tuyển. Cả hai đều biết lỗi và hứa sẽ cố gắng sửa chữa sai lầm, ông Phùng Lê Quang, trưởng Bộ môn đấu kiếm Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết. Trước đó, Bộ môn đấu kiếm quyết định sẽ không triệu tập vận động viên Vũ Thành An lên đội tuyển đấu kiếm Việt Nam từ nay tới hết năm 2022. Tùy vào việc Thành An nhận lỗi và sửa chữa, kiếm thủ này có cơ hội trở lại vào năm 2023.